Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2020, bản tin sẽ có những nội dung sau. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tập thể công ty trách nhiệm hữu hạn Epson Việt Nam đã đến thăm và trao tặng 100 phần quà gồm dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm đến học sinh tại trường chuyên biệt 1 tháng 6 quận 4, một ngôi trường đặc biệt, hầu hết là trẻ mồ côi, con em của gia đình có thu nhập thấp. Hiện cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn, Epson Việt Nam đã trao tặng thêm hệ thống máy chiếu, màn chiếu và máy in hiện đại. Hoạt động lần này nằm trong khuôn khổ chương trình Cá Coi Xanh, được Epson Việt Nam chính thức khởi động từ năm 2020, thể hiện cam kết của Epson khi đồng hành cùng các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc bằng việc góp phần đảm bảo nền giáo dục chất lượng công bằng toàn diện và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.